hơn 20 bạn trẻ trong 1,5 năm đi qua ba miền của Tổ quốc, từ Cà Mau, Bạc Liêu, Quảng Ngãi đến Hà Nội, hoàn thành hàng trăm bức tranh vì cộng đồng để thay đổi diện mạo những làng mạc, khu phố, đền chùa. Họ mang tên là Kiến Họa. Làm bích họa Gành Yến, Quảng Ngãi hay phố tranh 3D khu tập thể phụ nữ Trung ương Hà Nội đều là những dự án cộng đồng có sự góp sức rất lớn của nhóm bạn trẻ mang tên Kiến Họa. Với vốn tự có là những đôi tay tài năng, tuổi trẻ đam mê và trách nhiệm xã hội, 20 bạn trẻ đã rong ruổi đến các tỉnh thành thực hiện dự án cải thiện môi trường sống, thay đổi diện mạo khu dân cư. Mục tiêu của mình xưa giờ đấy, từ khi bắt đầu chưa thành lập công ty cơ, là mình tiền thân trong một nhóm từ thiện, trong nhóm yêu thương, thì mình cũng là người sáng lập ra cái nhóm đấy. Thì mình mang cái tinh thần là mình muốn làm đẹp cho cuộc sống này hơn, mình muốn mang cái nghệ thuật, mang cái những cái mình hiểu biết hơn để mình mang ra cộng đồng, để mình có thể cống hiến. Mỗi dự án từ ý tưởng đến thực tế là một chặng đường dài. Những nghệ sĩ phải dành từ 1 đến 2 tháng để thực tế khu vực, tìm hiểu lịch sử, sau đó phác họa bằng tay, lên bản vẽ bằng máy trước khi mang bức tranh vào triển khai. Những chuyến tình nguyện xa nhà hàng trăm đến hơn nghìn km không hề dễ dàng. Kiến Họa hoàn toàn chủ động chi phí di chuyển, chi phí sinh hoạt và công cụ thực hiện. Những bạn trẻ cũng phải thích nghi với sự khác biệt về thời tiết, nơi nghỉ ngơi, khẩu phần ăn uống. Rồi ví dụ như khí hậu ở đây thì không giống như ở Đông Nam mình. Đợt mới ra đây thì rất là lạnh và đâu có mang theo ấm hay gì đâu. Thì các cô ở đây lại mang mua khăn cho tụi mình quàng này kia, thì mình cảm giác là các cô thì mang áo qua cho để mặc, thì mình cảm giác rất là ấm, động tình người. Những dự án cộng đồng của Kiến Họa luôn nhận được sự ủng hộ và yêu quý của người dân. Họ hào hứng chia sẻ về sự thay đổi diện mạo của khu dân cư. Bây giờ rất nhiều người đi qua đây hỏi tại sao lại vẽ này, thì giải thích cho người ta biết là vì đây là lịch sử làng Láng, ngày xưa là trồng hú láng này, trồng các loại rau thơm này, đấy, đất đai như thế nào, thế là người ta cũng hiểu thêm về lịch sử. Đấy, các cháu ấy thì đặc biệt là các cháu là suốt ngày hỏi tại sao cái tranh này, nên các cháu hiểu lịch sử rất là hay. Tôi thấy anh em rất là yêu nghệ thuật và mang hết tâm trí ra để vẽ những bức tranh cho bà con thưởng thức. Đấy là một cái mà tôi cảm thấy các anh ấy không quản ấy, giờ giấc ngày đêm gì cả. Kiến Họa vẫn đang ấp ủ rất nhiều dự án cộng đồng trong thời gian tới. Với những bạn trẻ này, cuộc sống là sự cống hiến, sẻ chia.